Trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang tại kỳ họp thứ 5 ngày 8 tháng 12, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, số lượng trên 3.000 tin nhắn của người dân gửi đến đường dây nóng, đến nay có 75% tin nhắn đã được xử lý, số còn lại cần có thời gian xác minh và xác lập chuyên án đấu tranh. Còn với vụ đánh bạc 2.000 tỷ đồng, tất cả hành vi vi phạm liên quan cán bộ đảng viên đều được công an nắm vững và chặt chẽ. Vụ này nó cũng đã xảy ra với một cái thời gian dài. Và phía công an thì chúng tôi cũng đã có tiến hành xác lập chuyên án và tập trung đấu tranh với một cái thời gian dài. Nên là tất cả về hành vi của tất cả các cái đối tượng có liên quan đối với cái đường dây này thì chúng tôi đều nắm rất là vững và rất là chặt. Và tất cả những cán bộ, đảng viên và kể cả lực lượng công an có tham gia vào cái việc mà liên quan đến đối tượng là Thủy Liên này thì chúng tôi cũng nắm rất là chặt. Đấy. Và cái hướng này thì tôi cũng báo cáo với các đồng chí, hiện tại đã khởi tố 46 là bị can, bắt tạm giam 12 bị can và cho tại ngoại 34 bị can. Và các cái đối tượng còn lại thì là 36 là bị can là đã đưa ra đầu thú. Với cái số lượng là của cái đường dây này là cũng trên gần 100 đối tượng. Và một số là đối tượng đang là tập trung điều tra mở rộng, tại vì nó có liên quan đến các tỉnh thành. Và chúng tôi là tiến hành là điều tra. Nói chung là vụ này thì chúng tôi điều tra là sẽ đến nơi đến chốn, là và kể cả là cán bộ đảng viên có liên quan thì là chúng tôi cũng xử lý là đến nơi đến chốn, tức là không có ngoại lệ, và bất kể người nào người đó là ai, chúng tôi cũng đều là tiến hành cho xử lý theo quy định.